Một lễ cưới truyền thống ở Pakistan thường được tổ chức trong vòng 4 ngày với rất nhiều hoạt động. Vô số sự kiện lớn nhỏ diễn ra để chuẩn bị cho lễ cưới chính. Và trong suốt những sự kiện này, thực phẩm, quần áo và cả đồ trang sức được sử dụng không đếm xuể. Theo phong tục, tất cả chi phí cho lễ cưới đều do nhà gái đảm trách. Bên cạnh đó, họ còn phải chịu một khoản chi phí khác, đó là của hồi môn cho cô dâu, để có thể chi trả cho một lễ cưới sang trọng. Hầu hết các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Pakistan đã phải dành dụm tiền ngay từ khi con gái họ chỉ mới 11 hoặc 12 tuổi. Việc tổ chức đám cưới xa hoa đang là xu thế ở Pakistan. Dù là người giàu hay người nghèo, thì các bậc cha mẹ vẫn muốn làm điều tốt nhất cho lễ cưới của con cái. Họ dùng tiền dành dụm cả đời của mình cho hoạt động liên quan đến đám cưới. Các chuyên gia cho rằng một số gia đình xem lễ cưới là dịp để chứng tỏ sự giàu có của họ với người thân và bạn bè. Tâm lý này bắt đầu lan tỏa trong xã hội. Nhiều gia đình dù điều kiện kinh tế không khá giả vẫn cố gắng tổ chức lễ cưới lớn nhất có thể cho con cái. Điều này đã tạo thêm một gánh nặng khác cho các bậc cha mẹ. Chỉ một số ít thanh niên Pakistan cho biết họ sẽ tổ chức một lễ cưới đơn giản, ít tốn kém. Chính vì vậy mà nhiều người cho rằng khuynh hướng tổ chức lễ cưới xa hoa ở quốc gia này sẽ khó có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Nghi thức chào cô dâu cho gia đình chú rể là những giây phút đầy xúc động, nhưng ẩn sâu bên trong những nụ cười kia là những lo toan. Và trước tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, nhiều người Pakistan hy vọng rằng một sự thay đổi sẽ diễn ra để lễ cưới mang đến niềm vui và hạnh phúc thật sự cho mọi người.